Thưa quý vị, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp cùng khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sàng và 3 trường học xung quanh vùng đệm khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sàng tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên chất liệu canvas với chủ đề Em yêu thiên nhiên đất ngập nước Láng Sàng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án trồng rừng đặc dụng trong khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sàng do công ty cổ phần tập đoàn BIN và công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam tài trợ trong hai năm 2022-2024. Cuộc thi diễn ra lần lượt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Châu A, trường trung học cơ sở Vĩnh Lợi, trường trung học cơ sở Vĩnh Đại từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023. Tham gia có gần 500 học sinh bậc trung học cơ sở của ba trường, trong đó có 150 học sinh thi vẽ tranh. Các em còn lại được tham gia trò chơi hỏi đáp về các kiến thức đa dạng sinh học. Đây cũng là một cái cơ hội để các em có thể tiếp xúc với lại cái chất liệu màu hiện đại và hiểu được về nghệ thuật. Và thông qua nghệ thuật thì các em sẽ được học về thiên nhiên, cái kiến thức nó tiếp thu một cách nó nhẹ nhàng và có cái tính tương tác. Hoạt động nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh và giáo viên trong vùng đệm, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sàng về đất ngập nước và hệ sinh thái bản địa Láng Sàng, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái đất ngập nước thông qua truyền thông tương tác trong trường học.